Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849490188 hoặc 0396164604 ạ. Hiện tại là buổi tối của ngày 16 tháng 8 năm 2023. Thì tối hôm nay bên cơ sở lan rừng em có cập bến ngập nhà những cái mặt hàng lan thuần ạ. Những cái giỏ hàng đang mặt hàng kg, những cái giỏ lan đang mụn, đang chuẩn bị vào mùa hoa, rất là tuyệt vời luôn, để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng mình mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện nhắn tin theo số điện thoại bên em vừa cung cấp ạ. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có nhé. Đầu tiên em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị là cái dòng lan Hoàng Thảo Hoàng Lạp ạ. Hàng cắt tỉa sạch sẽ và xanh mướt, giả hành bự đẹp như thế này ạ. Em bán với giá là 130.000 cho 1 kg của chú anh chị nhé. Sang bên này đây là dòng lan kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng ạ. Cô chú anh chị cùng ngắm cho em tổng thể của toàn bộ cái lô hàng này, nó quá là tuyệt vời luôn ạ. Cắt tỉa sạch sẽ và hàng rề vừa phải. Cái rễ thì khô, mỏng, đế mỏng và rất là mua lợi cân vô cùng luôn. Đó, và giá thì chỉ có 280.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị nhé. Kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng ạ. Và cái giá của kiều tím thì thực sự là cái giá 280, đúng bằng cái lô, những cái lô xả hàng luôn. Mà cái hàng này thì cực đẹp luôn, bởi vì cái giá của kiều tím thì có đôi lúc có thể lên đến tận 400.000 cô chú anh chị ạ. Đó, thì hiện tại, và rẻ nhất thì cũng phải trên 300, hiện tại thì 280.000 cho 1 kg. Hàng đẹp tuyệt vời như thế này cô chú anh chị nhé. Và sang bên này đây thì dòng em có dòng lan kiều vuông cánh trắng ạ. Cái dòng kiều vuông cánh trắng này thì cô chú anh chị mình nhìn cho em ạ, thân lá vừa phải. Đó, cô chú anh chị mà lên giò thì cực xinh luôn nhé. Hàng này thì cô chú anh chị về có thể kích hoa để nó nở đúng vào thời điểm Tết luôn. Giá của em bán chỉ có 190.000 cho 1 kg thôi. Và sang bên này đây là những cây quế lan hương hay còn gọi là quế trắng tháng 8 ạ. Hàng rất là xinh và cây khỏe đẹp. Đó, cái hàng này thì mùa này nó đang nụ cô chú anh chị ạ, đang nụ. 1 kg thì được rất là nhiều luôn cô chú anh chị nhé. Hàng này cô chú anh chị 1 kg mà trồng vào chậu thì được rất nhiều. Còn nếu như ghép trụ thì cũng một cái trụ to luôn. Mùa này là mùa nụ nhưng mà rất là tiếc là nhớ cái nụ của nó bây giờ là nó dài như thế này rồi, nên là vận chuyển đóng gói từ rừng về nó hỏng rồi nhá. Là hàng này thì chỉ bán hàng giống thôi cô chú anh chị ạ. Mình trồng chăm để sang mùa sau cho những cái bông hoa đẹp ạ. Em bán cái dòng quế trắng tháng 8 coi là dòng đệ nhất hương ở đây là 350.000 cho 1 kg. Hoặc cô chú anh chị mình muốn lấy những cây VIP mà gọi là đẹp hơn đó, hoặc là thậm chí nguyên bản đang nụ đẹp kia, thì lát nữa cô chú anh chị mình sẽ có thể chọn theo hình cho em cô chú anh chị nhé. Đó, hoặc là mua hàng cân ở đây cũng được. Và bên này đây là những cái cây lan dáng hương đuôi sóc, những cái hàng cây lá xếp V căng bóng mượt mà như thế này cô chú anh chị này. Đó, và cái dáng hương đuôi sóc này em bán với giá sẽ là 120.000 cho 1 kg dáng hương đuôi sóc nhé. Hàng không có nhiều ạ. Bên này đây sẽ là những cái chậu lan cát le, dòng lan cát bông đại nhé cô chú anh chị nhé. Dòng này sẽ là dòng cát một lá bông đại, coi là dòng đệ nhất hương. Và hiện tại thì những cái chậu lan cát này đang có nụ cái màu sắc rất là đậm đà như thế này, và chắc chắn sẽ hứa hẹn cho cô chú anh chị một mùa hoa thơm ngát và những cái bông hoa cát nở to căng tuyệt vời luôn. Nói chung là bông cát thì chỉ cần hai cái bông nở này thôi là đẹp mê ly rồi cô chú anh chị ạ. Bởi vì cái bông hoa của nó to hơn cả chục sen cô chú anh chị nhé, cả cái lòng bàn tay, không, nó che kín cả một lòng bàn tay khi mà một bông hoa cát này nở đấy cô chú anh chị này. Đó, và cái nụ hoa thì cô chú anh chị nhìn thấy ạ, cái nụ với cái nụ tím đậm đà như thế này chắc chắn hứa hẹn sẽ là những cái bông cát quá là tuyệt vời luôn ạ, đảm bảo cô chú anh chị. Đó, ngắm đẹp mê luôn. Và một cái chậu lan cát như thế này vừa bền hoa vừa đẹp mà vừa thơm, hàng đang thuần sẵn trong chậu đang nụ như vậy, giá em bán là 130.000 cho một chậu nhé cô chú anh chị nhé. 130.000 cho 140.000 cho một cái chậu hai nụ. Còn nếu như chậu nào mà hiện tại đang có một nụ như vậy thôi, em bán với giá là 130.000. Đó, thì cô chú anh chị muốn lấy chậu hai nụ
Đó, hai cái nụ như thế này hoặc là một nụ thì bảo em. Đó, tất cả những cái cây này thì đều đang nụ hoa tím và rất là tuyệt vời như này. Và đặc biệt ạ, một cái lô Dendrozaza hay còn gọi là dòng Deno nắng, đủ màu sắc luôn cô chú anh chị này, rực rỡ và xinh đẹp vô cùng. Và một cái chậu lan cát như này này, một cái chậu Dendrozaza như vậy ạ. Cô chú anh chị cùng nhìn cho em nhé. Một chậu thì rất là nhiều giả hành và thân mập khỏe nhá. Hàng này thì cho mình hoa quanh năm, có những thân đang hoa và có những thân đang nụ, nó cho mình hoa quanh năm luôn. Cái hàng này thì chỉ cần cô chú anh chị về trồng đúng cái mùa sang năm thôi là nó to gấp đôi gấp ba một cái chậu như thế này luôn. Đó, cái hàng này phát triển rất là mạnh và chậu này thì khá là lớn rồi cô chú anh chị nhìn cho em này, không hề nhỏ một chút xíu nào luôn rồi. Và một cái giò Dendrozaza như vậy xin phép em bán chỉ có 25.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị nhá. 25.000 cho một cái chậu Dendrozaza này thôi, nó quá là xinh đẹp và quá là rẻ luôn. Mà chậu này lại là chậu lớn, khá là lớn chứ không phải là bé tí xíu đâu cô chú anh chị ạ. Đẹp, giả hành thân của nó to như ngón tay rồi mà. Cho những cái bông hoa rất là tuyệt vời như thế này rồi này cô chú anh chị. Và đây cũng là cái dòng Dendro, thì em có cái dòng lan Dendro vàng lưỡi đỏ. Cái mặt bông phải nói là vô cùng xinh đẹp. Em bao giá rẻ nhất cả thị trường cho cô chú anh chị. Dendro vàng lưỡi đỏ cô chú anh chị nhá. Dendro vàng lưỡi đỏ. Cái dòng này thì bông hoa rất là to, cánh hoa vàng cân đối tròn và lưỡi đỏ rất là đẹp. Mùa chậu thì hai thân to như cái ngón chân cái luôn ạ. Đó, dài to mập mạp mập ú như này. Thì một cái giò như vậy em bán với giá chỉ có 55.000 thôi. Và hiện tại thì em còn có 3 chậu duy nhất này cô chú anh chị này, một chậu hai thân, 3 chậu duy nhất. Cô chú anh chị sở hữu luôn cả 3 chậu ghép lại thành một cái chậu gọi là một cái giò tác phẩm luôn ạ. Và sang bên này đây là một cái dòng lan mà đẹp từ thân lá đến hoa, đó là dòng Hải Yến lai với cả Koki. Cô chú anh chị này, một cái cây mà rất là nhiều cặp lá và những cây này là em nghĩ rằng là một cái thời gian rất là ngắn nữa là sẽ cho nụ, bởi vì trong cái lô này về thì những cái cây mà có nụ ấy thì nhú nụ ấy thì là những khách người ta đã lấy hết rồi. Còn những cây này thì em nghĩ rằng là nó sẽ nụ muộn hơn một chút xíu thôi cô chú anh chị nhé. Đang là mùa hoa của nó đấy ạ. Cái dòng Hải Yến lai với cả Koki là mặt bông của nó. Sắc hoa chủ yếu là màu sắc hoa hồng của Koki và thơm ngát của Koki, nhưng mà hướng có một chút xíu cái màu sắc phớt tím của dòng Hải Yến ạ. Đó, một cái dòng lan mà đẹp từ thân hoa đếm hoa, chuẩn bị mùa nụ mùa hoa của nó rồi. Giá em bán ở đây chỉ 130.000 thôi. Và đây thì bên em có cái dòng lan Cửu Bảo Tiên nhé cô chú anh chị nhé. Một cái dòng lan mà phải nói là bới những cái bông hoa là đẹp mê mẩn luôn cô chú anh chị ạ. Những cái bông hoa Hải Yến Cửu Bảo Tiên này thì phải nói là đã từng ngắm thì sẽ cảm thấy nó đẹp tuyệt vời luôn. Đó, cái bông có thể to như cái chén mắt trâu và cực kỳ là bền hoa. Thân lá thì không có được đẹp nhưng mà mặt bông của nó thì cái chậu thân hoa của nó thì vô cùng là xuất sắc cô chú anh chị ạ. Và một cái chậu Cửu Bảo Tiên như vậy thì em bán với giá là 120.000 cho một giò cô chú anh chị nhá. Giá ở trên thị trường người ta bán một cái chậu Cửu Bảo Tiên như vậy này, hai cây người ta bán đến 1.700.000 chứ không hề rẻ một chút xíu nào. Dòng lan này rất là dễ thuần dễ chăm đây. Cô chú anh chị nhìn cho em, có thể kiểm chứng luôn bằng cái số điện thoại người ta đang có ở đây này cô chú anh chị này. Và cũng vừa bán ở đây thôi đó. Thì hiện tại em có những cái chậu như vậy và giá ở đây. Thì hiện tại là những giò này vừa rồi nó cũng đang nụ đấy ạ. Nhờ nụ nó hỏng lỗi rồi nên là cô chú anh chị về chăm để đợi mùa sau đi nhá. Giá chỉ có 130.000 cho một 20.000 cho một giò thôi. Đó, thay vì mua cả hơn 1.000.000 bạc cho một giò, cô chú anh chị có thể mua giò vài trăm nghìn như vậy. Và bên này thì em có cái dòng lan Hoàng Nhạn An Ba. Còn gọi là cái dòng nhạn va đấy ạ. Hoa vàng như vậy. Giá của một cái chậu nhạn An Ba này em bán là 130.000. Và em còn có duy nhất một cái chậu này đẹp, còn chậu bên này thì lỗi rồi. Đó, chậu này 130. Bên này đây sẽ là những cái cây lan hồ điệp. Cái dòng này thì em nghĩ rằng cô chú anh chị về trồng chăm sóc có thể cho hoa thời điểm Tết ạ. Những cây hồ điệp mà chưa bao giờ rẻ đến vậy luôn. Chỉ có 30.000 trong một cây thôi cô chú anh chị nhé. Có những cây tơ và có những cái cây thì đã là cắt cành rồi. Đó, và cái bộ rễ rất là khỏe và đẹp. Cây cực khỏe như vậy luôn. Có 30.000 cho một giò thôi cô chú anh chị nhé. Về cô chú anh chị mình, hàng này thì nó cho mình hoa quanh năm đây cô chú anh chị. Cây này là cây mà em chơi Tết và bây giờ nó lại ra một cái lứa hoa. Độ bền của hoa là trên 2 tháng và ở đây là em không còn chưa thèm ra chậu gì cả nhé cô chú anh chị nhé. Đó, thì cô chú anh chị với số tiền là 90.000 sở hữu luôn ba cái cây hồ điệp rất là tuyệt vời như này. 120.000 cho 4 cây luôn rồi, thoải mái cô chú anh chị cầm trồng và ngắm hoa đến khi mà nó nở thì đủ màu sắc rực rỡ luôn rồi ạ. Và bên này đây sẽ là dòng lan Hoàng Thảo Vôi. Cái dòng Hoàng Thảo Vôi ấy thì cô chú anh chị biết rồi ạ. Nó là một trong những cái dòng lan về cái dòng lan rừng
Mà về cái hương thơm của nó thì chỉ đứng sau trầm thôi cô chú anh chị ạ. Một cái bảng vôi quá là khỏe và đẹp như thế này, hiện tại cây đã chuẩn bị đi vào giai đoạn thu ngọn rồi. Đó, một cái bảng vôi rất là khỏe và trồng trên cái giá thể là đều là bằng gỗ nhé, nên rất là bền. Đây là cái mặt bông của dòng lan hoàng thảo vôi. Đó, hoa thì cực kỳ là thơm cô chú anh chị ạ. Và một cái bảng vôi như vậy thì em xin phép bán chỉ có giá là 140.000 cho một cái bảng hoàng thảo vôi này thôi cô chú anh chị nhé. Giá của hoàng thảo vôi thì không hề rẻ, người ta bán giá 1 kg có thể lên đến 280 cho đến 300. Đấy, thay vì mua hàng cân cô chú anh chị sở hữu cho em ngay những cái bảng hoàng thảo vôi vô cùng tuyệt vời như vậy, giá có 140.000 cho một bảng ạ. Và bên này thì em còn có dòng long tu xuân, cũng có thể coi là một trong những dòng lan rừng mà có hoa sai và đẹp nhất trong tất cả những cái dòng lan rừng. Ở đây thì em có hai bảng duy nhất. Mặt hoa của long tu xuân đây này cô chú anh chị này. Đó. Và bảng này thì em bán với giá là 130 này. Bảng số 2 bán với giá là 101. Đấy, em còn có hai bảng long tu xuân nhé. Và sang bên này đây thì cũng là một cái dòng lan mà siêu rẻ và siêu đẹp, đó là già hạc hoa hồng đỏ. Mỗi một bảng như vậy sẽ rơi trên chục thân cô chú anh chị ạ. Đây là mặt bông của già hạc hoa hồng đỏ này. Thân bé thôi nhưng mà khi mà sổ hoa thì cực sai bông và bông hoa to đùng luôn. Cái bảng giò như vậy cô chú anh chị em chỉ bán với giá có 120.000 thôi cô chú anh chị nhé. Đó, 120.000 cho một cái giò giả hạc hoa hồng đỏ, bao giá rẻ nhất thị trường cho cô chú anh chị. Và bên này đây sẽ là những cái giò lan trầm trắng. Nói chung là cái mặt bông đỏ hay là mặt bông trắng thì đều có vẻ đẹp riêng, nó sẽ trắng không tì vết. Đó, đẹp lung linh luôn và thơm ngát luôn như vậy. Em bán một cái chậu trầm trắng như thế này này, giá của nó sẽ là 101 cho một giò. Và một giò như vậy rơi vào 3 thân nhé. Và không phải 3 thân mà là ít nhất là 4 thân trở lên ạ. Và sang bên này đây sẽ là cái dòng lan trầm cổ hay còn gọi là trầm than củi ạ. Trước đây để mà sở hữu được một cái giò lan trầm than củi một thân thôi cũng là một cái điều cực xa xỉ rồi. Cái trầm cổ này, cái dòng này thực ra tên của nó là trầm cổ, trầm than củi. Tuy nhiên là cái dòng lan giữ giống rất là lâu rồi, chính vì vậy mà người ta còn gọi nó là dòng trầm cổ nhá cô chú anh chị nhá. Này, mặt hoa của nó này, khi mà cô chú anh chị chăm đến độ đạt, nó có thể dài mỗi một thân đến 2 m và thân có thể to như cái ngón chân cái luôn. Đó là mặt bông cái dòng lan trầm trầm cổ đấy ạ. Và một cái giò như vậy rơi ít nhất là một cái chậu 6 thân, em bán là 120.000 cho một giò. Đó. Và sang bên này đây ạ, một cái dòng lan mà hoa nở thời điểm Tết, có lẽ gần như là bất cứ một ai chơi lan đều muốn sở hữu một cái giò lan này để mà trưng những ngày Tết, đó là cái dòng lan trầm rồng đỏ. Quá là nổi tiếng luôn đúng không ạ? Hoa của nó gần như là đậm đà như trầm rừng, bông hoa cánh bầu tròn, hoa đậm gần như là trầm rừng luôn cô chú anh chị ạ. Đây. Có những bông nơ môi tuyết rất là đẹp luôn ạ. Trước đây một thân rơi khoảng tầm trên 300.000 cô chú anh chị nhé. Còn bây giờ hiện tại thì đây, một cái giò lan như vậy chỉ có giá là 101 thôi cô chú anh chị này, 101 cho đến 120. Đây em đang có từng hình một và em xin giới thiệu đến cô chú anh chị từng hình luôn này. Có giò này là em gọi là giò 5 năm đi. 101 thôi cô chú anh chị này. Đó, cho cô chú anh chị một tác phẩm luôn. Nói chung là đến những ngày Tết đến xuân về mà cô chú anh chị sở hữu một cái giò trầm rồng đỏ với sắc hoa màu đỏ tươi thắm và thơm ngát như thế này thì thực sự cảm giác là một cái điều thực sẽ rất là may mắn cho một năm mới đúng không ạ? Nên là cái màu sắc cây, những cây trầm rồng đỏ này được rất là nhiều người, những người chơi lan ưa thích để mà trưng những ngày Tết. Giò số 56 cô chú anh chị này. 56. Giò này em xin phép được bán với giá là 120.000. Đó, tùy cô chú anh chị chọn nha. Rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Trời ơi cái giò này này, rất là nhiều thân đều tăm tắp luôn. Cái giò này em bán là 120.000 cô chú anh chị này. Thân to đùng luôn. Đó. Cái tác phẩm như thế này có 120.000 trầm rồng đỏ. Và hình số 58 ạ. 101 cho chậu 58 này. Và hình số 59, cái giò này em cũng bán với giá chỉ 101 thôi. Đó. Giò nào cũng rất là đẹp luôn. Và hình tiếp theo là giò 60, cực xung xuê 6, 7, 8 thân gì đó. Giò này em bán để là giá là 101 cho cô chú anh chị đi. Và tiếp sang bên này đây là giò 61. Đẹp chưa cô chú anh chị? Thân to vip đỉnh luôn cô chú anh chị ạ. Giò này em xin phép được bán 120.000. Đó, không có nhiều thân lắm nhưng mà cực kỳ là chất lượng luôn, to đùng luôn. Và 62, cái giò này em bán 110 này. Đó, 63 đây cô chú anh chị.
cũng rất là đẹp xuất sắc. 100 xin phép em bán 120.000 đó, tùy cô chú anh chị mình lựa chọn nhé. Bên này đây sẽ là những cái siêu phẩm đen rũ mắt đen ạ. Một cái giò khủng như thế này, hơn chục thân cho một giò cô chú anh chị nhé. Bây giờ đã đi vào giai đoạn thất ngọn rồi, nặng chĩu tay cho một giò như vậy chỉ có 230.000 cho một giò thôi. Bên này thì em còn có thêm cái dòng lan cắt mini, bên này là cắt đại thì còn đây là cắt mini này cô chú anh chị này. Cái dòng lan cắt mini này cũng rất là nhiều thân và sắc hoa của nó sẽ là màu cam lửa nhé, màu vàng cam tựa cam đỏ ấy, rất là đẹp, 90.000 cho một giò. Và bên này đây sẽ là những cái cây lan vũ nữ không kém phần xinh đẹp. Cô chú anh chị có thể cùng em ngắm những cái mặt bông của vũ nữ hoàng hậu xanh, độ bền phải tầm trên 2 tháng. Đây, màu xanh ngọc và hương thơm rất là nhẹ nhàng quyến rũ luôn. Thế còn ở đây ý, thì em hiện tại em đang giao lưu cùng cô chú anh chị những cái cây lan vũ nữ mà hoa cũng tuyệt vời luôn. Đó là dòng lan ngọc nữ đây cô chú anh chị này, sắc hoa tím đỏ rất là đẹp luôn cái dòng ngọc nữ này này. Hiện tại là đang nụ nhá, cây khỏe. Hàng này thì cho hoa quanh năm luôn cô chú anh chị ạ, ngọc nữ. Chậu có 160.000 thôi, to siêu to bự chảng luôn, nhiều giả hành. Và sau bên này đây là mèo cam, một cái dòng lan mà có hoa rất là độc đáo luôn. Có những bông hoa cực kỳ là độc đáo và đẹp. Mèo cam một chậu như vậy cũng với giá 60.000. Và bên này đây sẽ là những cây điện lan. Những cây điện lan này thì hoa nở Tết và hiện tại thì đang có một số cần hoa mà nó nở sớm trái mùa đây cô chú anh chị. Đây là dòng lan hương cát cát cô chú anh chị nhé. Một cái dòng hoa mà đây ạ, những cái khuôn ba bông hoa không chỉ có biên lá mà còn biên cả cánh hoa cô chú anh chị nhé. Và cái khuôn hoa cân đối lưỡi cong rất là đẹp luôn. Đó, thì một cái giò như thế này ạ, đang có vài mông nở sớm lạc mùa, còn rất là nhiều thân tơ tít này. Đến Tết tới là sẽ cho mình cái mùa lứa hoa thứ hai. Và một giò như vậy em chỉ bán với giá 150.000 thôi nhé. Ồ, một cái lô hoàng nhạn rừng mà siêu rẻ luôn cô chú anh chị này. Một cái lô hoàng nhạn rừng hàng bắc trụ mà cực kỳ là rẻ luôn. Trước mặt cô chú anh chị đây, em đang có hai cái lô với hai giá khác nhau ạ. Thì ạ, trước mặt cô chú anh chị đây là những cây nhạn. Những cây nhạn này thì giá chỉ có 30.000 cho một cây này cô chú anh chị này. Đó, những cây hoàng nhạn này, cây cũng tầm 3 cặp lá thì 30.000 cho một cây thôi cô chú anh chị nhé. Nhạn bắc vườn ạ, 120.000 cô chú anh chị sở hữu ngay 3 cây nhạn để làm một cái giò cực kỳ là đẹp luôn ạ. Và để mà được những cây nhạn tuyệt vời như thế này này cô chú anh chị, người ta phải, nhà vườn người ta phải trồng đến vài năm ạ. Còn bên này sẽ là những cây hoàng nhạn nó lớn hơn cô chú anh chị nhé. Những cây hoàng nhạn nó lớn hơn và những cây kích cỡ như thế này ít nhất là 4 cặp lá trong một cái cây. Thì em xin phép bán với giá là 40.000 cho một cây nhé cô chú anh chị nhé. 40.000 cho một cái cây hoàng nhạn như vậy ạ. Hàng nhạn bắc vườn. Và riêng cái dòng này thì cô chú anh chị chỉ cần chậu 3 cây, tức là 120.000 là có một cái giò lan hoàng nhạn quá đẹp luôn ạ. À, sang bên này đây thì rất nhiều những cái mặt hàng lan đẹp mà em đã chia ra theo từng hình rồi. Và đặc biệt là cái lô quế lan hương hay còn gọi là quế trắng tháng 8 ạ. Cô chú anh chị, cái dòng quế trắng tháng 8, cái dòng lan coi là đệ nhất hương rồi. Có lẽ những ai chơi lan đều muốn thưởng thức cái vẻ đẹp cũng như là cái mùi hương mà cái dòng quế lan hương này nó đem lại ạ. Một cánh, một nhánh quế nhỏ thôi nhưng cũng cho cô chú anh chị đã nhìn thấy những cái cây quế như thế này thôi, cô chú anh chị cũng cảm nhận được cái mùi hương thơm vô cùng là tuyệt vời mà nó mang lại luôn cô chú anh chị ạ. Một nhánh quế nhỏ mà cho mình cái giò quế rất là xinh đẹp như thế này rồi cô chú anh chị nhé. Mà giá của hàng quế hôm nay ạ, rất là những cây lá xếp rất là đẹp nhưng mà lại cực kỳ là rẻ luôn, để cô chú anh chị có thể sưu tầm cho mình những cây lan đáng thưởng thức nhất cô chú anh chị này. Em xin phép được giới thiệu đến cô chú anh chị làm cái hình quế số 2 trước nhé cô chú anh chị nhé. Cái hình quế số 2 đó, hình quế số 2 hiện tại đang nụ này. Nói chung là tầm quế mùa này ấy thì rất là tiếc là cái bây giờ nụ nó dài rồi ấy, nên là vận chuyển đóng gói trên rừng về gần như là lỗi nụ cô chú anh chị ạ. Hỏng nụ nên là chỉ làm giống là chủ yếu. Cái mùa này thì cô chú anh chị ghép quế là quá đẹp nhé cô chú anh chị nhé. Chỉ cần ghép thôi là ra nó sẽ rất là ít bị xuống lá, tại vì bây giờ đang là mùa ra rễ của nó mà. Cái hình này em gọi là cái hình số 2 ạ. Hình số 2 này thì có 3 ngọn quế nhá, 3 ngọn quế cô chú anh chị ạ. Và cái hình này thì em xin phép bán với giá chỉ có 220.000 thôi ạ. 220.000 cho cái hình quế số 2. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 3 này. Hình số 3 là 4 ngọn xếp rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ, là một chậu quá đẹp. Chậu hay là trụ quá đẹp. Cái hình này thì em xin phép được bán với giá cũng sẽ là, hình này xin phép bán với giá là 240.000 nhá. 240.000 sở hữu ngay một cái giò quế rất là đẹp như vậy. Sang hình tiếp theo số 4 này, 4 3 ngọn quế to đùng luôn. Đó, 3 ngọn quế to đùng luôn.
và xếp rụt. Hình này em xin phép bán với giá là 260.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 5. Đây là ba ngọn quế cực kỳ là to và vip luôn như thế này. Ba ngọn quế to dài cô chú anh chị nhé. Đó. Trời ơi, quá là thơm luôn cô chú anh chị ạ. Đây là quế rừng Trường Sơn cô chú anh chị nhé. Và cái hình quế này xin phép được bán nó với giá là 250.000 ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 6 này. Ba ngọn quế thẳng tắp quá đẹp ạ. Ba ngọn quế thẳng tắp quá đẹp luôn cô chú anh chị nhé. Hình này này, nụ đẹp chưa? Đó, nụ cong vút. Mỗi tội là tiếc là cái tầm này ấy thì mình không được chơi hoa trọn vẹn. Không được chơi hoa trọn vẹn bởi vì là cái nụ nó cũng một phần nó cũng muội lỗi ạ. Thì này em xin phép bán 240.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 7. Hình số 7 này, ba ngọn quế xếp rụt ạ. Ba ngọn quế xếp rụt, nói chung ấy tầm này mùa nắng nóng, mặc dù hàng quế mới về thôi mà cô chú anh chị thấy là vẫn cứ có những cái lá chân nó bị vàng cô chú anh chị nhá. Cái hình này thì em xin phép được bán với giá là 220.000 ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 8 này. Số 8, cái hình số 8 này là ba ngọn quế rụt rịt. Không thể nào mà rụt hơn ấy, thẳng tắp luôn cô chú anh chị ạ, đẹp mê luôn này. Ba ngọn quế ở cái hình số này, hình này. Em xin phép được bán nó với giá là 240.000, đó, hơn 200.000 thôi. Cô chú anh chị sở hữu một cái giỏ quế rất là đẹp luôn. Và sau hình tiếp theo sẽ là hình số 9 ạ. Cái hình này cũng là ba ngọn quế. Hàng là xếp đẹp mê nhá cô chú anh chị nhá. Cái hình này thì em cũng xin phép được bán 220.000. Và hình tiếp theo là hình số 10 ạ. Số 10 đây cô chú anh chị này. Cái hình số 10 này là hai ngọn thôi, đẹp lắm cô chú anh chị ạ. Xếp rụt rất là đẹp luôn, mỗi một cây này vừa rồi có hai cái cần hoa. Đẹp lung linh luôn cô chú anh chị ạ. Và cái hình này có hai ngọn đẹp tuyệt vời như thế này này. Đây. Thẳng tắp đẹp lắm luôn ạ. Và hai ngọn này em xin phép được bán nó với giá là 260.000 nhá. Và sau hình tiếp theo sẽ là cái hình số 11. Hình này là ba ngọn quế ạ. Ba ngọn quế hình 11 này. Em xin phép được bán cái hình 11 này với giá là 240.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 12. Hình này thì ba ngọn quế xếp thẳng đứng quá vip đỉnh luôn. Đó, đẹp quá. Và cái hình này em xin phép bán 240.000 cô chú anh chị nhé. 240.000 cho hình 12 ạ. Sang hình số 13 này cô chú anh chị này, cũng là một cái hình xếp rụt. Bốn ngọn quế trong đó có cả ngọn mẹ con này. Và hình này thì em xin phép được bán nó với giá là 260.000. 260.000 cho hình này. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 14 ạ. Hình này cũng là bốn ngọn quế xếp thẳng tắp này. Đó. Và hình này thì em bán 220.000 nhá. Và sang hình tiếp theo một cái hình quế này. Cái giò này chỗ này mà cô chú anh chị mà làm một trụ thì hoa thơm ngát luôn, chi chít nụ này cô chú anh chị này. Đó, một cái lô này thì em có tất cả là 5 cây cô chú anh chị ạ, 5 cây. Về làm một cái chậu quá tuyệt vời luôn, nên phải giá tầm 700-800.000 nếu như cô chú anh chị trồng thuần giò quế như vậy ạ. Em bán hình này với giá 260 nhé. Và sang hình tiếp theo sẽ là cái hình số 16. Số 16 là ba ngọn quế đây cô chú anh chị này. Ba ngọn quế thẳng và đẹp như vậy ạ, 260.000 cho hình này. Và tiếp theo là hình số 17. Số 17 thì ở đây em có tất cả là 5 ngọn quế xinh đẹp ở đây. Đó, có tất cả chỗ này là 5 ngọn và 140.000. Và hình 18. 18, nói chung ấy mùa này hanh khô và nắng thiêu như thiêu lư đốt đúng không ạ? Nên là sẽ cây sẽ có phần hơi héo. Tuy nhiên cô chú anh chị về trồng ạ, thì tưới nước những cây này hồi rất là nhanh, dòng quế thì dễ thuần vô cùng luôn ạ. Hình số 18, cái hình này có 4 đầu ngọn, 240.000. Và hình số 19 này, ba ngọn quế đẹp lung linh. Đó, thành bốn ngọn luôn ấy ạ. Một ngọn nó bị gãy ngọn và chính vì vậy nó mọc lên hai ngọn nữa, thành mà bốn ngọn luôn ấy cô chú anh chị. Và hình này em bán với giá là 240.000 cho cái hình này. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 20, năm ngọn quế. Năm ngọn quế đẹp lung linh ở đây, xin phép bán 240.000. Và sang bên này sẽ là một cái hình gọi là phải nói là vip vô cùng luôn cô chú anh chị ạ. Rồi. Riêng một cái ngọn bên này thôi có ba cái cần hoa. Đây cái ngọn này này cô chú anh chị rất là khủng luôn mà có ba cần hoa. Đó, trời ơi rất là đẹp luôn ạ. Chỉ cần một cái ngọn này thôi cô chú anh chị lên một giò ngắm hoa thôi cũng quá là đã rồi cô chú anh chị ạ. Bao nhiêu cặp lá cho em ạ?
Đấy là hàng bắp ở rừng về nó héo, nhìn còn chưa được gọi là phồng mã, chưa được đẹp nhé cô chú anh chị nhé. Rồi, và thêm hai cái ngọn mà lá cũng rất là to. Thì chỗ này về cô chú anh chị làm cái tác phẩm luôn ạ. Về làm tác phẩm luôn cô chú anh chị nhé. Lá này nó bị héo tóp mà lá rất là to luôn. Nếu mà không bị héo thì lá cực to. Cả một cái lô quế đẹp mê ly như vậy em bán với giá là 650.000 cô chú anh chị nhé. 650.000 để cô chú anh chị cũng có một tác phẩm quế đẹp ạ. Sang bên này sẽ là một cái giò quế nguyên bản đẹp cô chú anh chị ạ, cực xinh luôn. Một ngọn quế mẹ và ba ngọn quế con, một mẹ ba con ạ. Hàng không bỏ lá chân, rất là đẹp luôn. Và cái hình này, hình này em gọi là cái hình 22, giá của nó sẽ là 350.000 cho cái ngọn quế nguyên bản này cô chú anh chị nhé. Và tiếp sang bên này đây sẽ là hình 22A, là hai ngọn quế thẳng tắp và chất lá cực đẹp, cây mẹ con. Chỗ này cũng là nguyên rề nhá cô chú anh chị nhá. Chỗ này mà cô chú anh chị lên lũa thì quá đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Đó, và cái hình này em xin phép được bán nó với giá là 520.000 cho cái hình này. 520.000 cho hình hình 55A cô chú anh chị nhá. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 23 cô chú anh chị nhìn cho em. Riêng cây mẹ, đây là một cái giò nguyên bản nhé cô chú anh chị nhé. Một giò nguyên bản. À, cái ngọn mẹ rất là nhiều cặp lá. Nói chung là mùa hanh khô nên là không đẹp. Cái giò này cô chú anh chị về ghép hàng lá xếp rụt nhé cô chú anh chị. 4 cần hoa của cây mẹ và một cần hoa của cây con, tổng 5 cần hoa. Cô chú anh chị về chăm tưới nó hơi héo nhé cô chú anh chị nhé. Mặc dù là ở trên gỗ đấy ạ, bám rất là chặt luôn. Đấy mà không hề bóc mà cây còn héo như thế này cô chú anh chị này. Đó nên là những cái hàng mà rời như thế này cô chú anh chị cũng hết sức thông cảm khi mà nó héo. Nó không hề làm sao đâu cô chú anh chị nhé. Một cây mẹ này và một đàn con ở đây là ba con xếp rụt cực xinh. Và cái giò này em xin phép được bán nó với giá là, giò này, nguyên bản này, với giá em bán sẽ là 500.000 nhé cô chú anh chị nhé. 500.000 cho giò quế nguyên bản này ạ. Sang bên này sẽ là những cái cây nhạn 4N, dòng lan nhạn 4N. Mà cô chú anh chị biết rồi, riêng dòng nhạn 4N bình thường giá ở thị trường người ta bán là mỗi một cây phải tầm bao nhiêu nhỉ? 300.000 cho một cây cây đơn cô chú. Đây hiện tại em đang có những cái cây nhạn 4N mà cô chú anh chị có thể sưu tầm, thỏa mãn đam mê của mình với giá cực kỳ là rẻ luôn. Đây, những cây nhạn này thì cô chú anh chị về ghép chỉ cần sang một năm thôi có thể có những cây nhạn thơm ngát và đẹp như vậy để thưởng thức rồi. Và riêng một giò như vậy mà người ta đã trồng thuần giá phải tầm 700 cho đến 900 cô chú anh chị ạ, không hề rẻ một chút xíu nào luôn. Đó, 700 cho đến 900 một cái giò 3 cây người ta bán đến 1,5 triệu đấy. Còn ở đây hiện tại thì em đang có những cây nhạn này đảm bảo cây giống, đảm bảo hoa đẹp, cây khỏe cho cô chú anh chị, giá thì cực rẻ luôn ạ. Và hình này em gọi là cái hình số 24 này. Cái giò này em có hai cây, một cặp đôi hai cây cô chú anh chị nhá. Cặp đôi hai cây, cái này thì có bị hơi vỡ lá một chút xíu. Và cái hình này em xin phép được bán nó với giá bao nhiêu ạ? 170.000 thôi này cô chú anh chị, một cặp đôi luôn cô chú anh chị ạ. Đó, nhìn đẹp đúng không ạ? Và sang hình tiếp theo là hình số 25. Đây cũng là một cái cặp đôi. Cái hình này cũng bị gập lá ở đây một chút mà cái bản cây này bản lá mít đẹp. Cái hình này em bán là một bao nhiêu nhỉ? 160.000 thôi ạ. Và sang hình tiếp theo là hình 24. Hình này này cũng tách lá đầu lá một chút xíu thôi. Hai cây. Và hình này em bán với giá là 190.000. Và sang hình tiếp theo là hình số 27, cặp đôi này. Cặp đôi hình 27 này, lá đẹp không cô chú anh chị, mít rụt rất là đẹp. Đây, đẹp cô chú anh chị ạ. Hơi bị đen cái lá này một chút xíu thôi, nó không sao nhá. 180.000 cho giò này là hình 27. Hình 28 này, đẹp lung linh chưa cô chú anh chị? Đó, rất là đẹp đúng không ạ? Lỗi thì không thể tránh khỏi. Và cái hình này em xin phép được bán với giá là 220.000. Và sang hình tiếp theo là hình 29, một cái cặp đôi này. Cặp đôi nhạn xinh xinh này em bán với giá là 170.000 thôi ạ. Và hình tiếp theo 30, một cái cặp nhạn này em bán là 180.000. Cái hình này còn có thêm cả một cây bên dưới này nữa, thành 3 cây ấy cô chú ý chị, 180. Hình 31 này, 31, cặp đôi này hình này em bán 180.000. Hình số 32 rất là đẹp luôn. Cái hình này em bán là 210.000. 210.000 cô chú ý chị nhé. Nhạn 4N. Và hình số 33, cặp đôi này xinh xinh này, xin phép em bán với giá là 170.000. Và bên này sẽ là những cây đai châu mít cực đẹp, là hàng châu Thái nhé cô chú anh chị nhé. 4 cây châu ở hình này, giá là 130.000 này. Hình 34, hình 35. Hình 35, trời ơi, 35 cây này làm gì mà lại bị vỡ lá ra rồi. Cây đẹp lắm cô chú anh chị ạ, cặp to đẹp mà tiếc là cái cây này vỡ lá một chút.
Cây này thì lá sóng kẻ rất là đẹp luôn. Cái hình này thì em bán nó với giá là, khi này em xin phép được bán nó với giá là 130.000 đi, quá đẹp cô chú anh chị ạ. Mới hơi lỗi một tí nhưng mà nó cũng rất là đẹp. Hình tiếp theo là hình số 36, cái hình này em bán là 140.000. Cái hình này thì có bao nhiêu nhỉ? 3 cây châu Thái rất là đẹp. Tiếp sang bên này đây sẽ là hình số 37. Cả một cái lô này có bao nhiêu cây? 1 2 3 4 5 6 7 8 cây. Đó. Mít rụt có 10 cây bị lỗi. Lỗi một chút xíu thôi, hình này em bán 140.000. Vào sang hình tiếp theo. Hình số 38 ạ. 38 cả lô này 130.000. 4 cây cô chú anh chị nhá. Hình tiếp sang bên này đây sẽ là hình 39. Hình 39 này cũng là 4 cây vào với giá cũng là 120.000 này. Và cáo của vùng Cao Bằng đây, lô cáo đẹp mê cô chú anh chị ạ. Hình này em gọi là cái hình 40, 4 cây cáo quá đẹp luôn. Thẳng tắp như này, hình này em bán 140.000. Và hình 41 ạ, 100.000 cho cái hình này có 12 cây. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 42. Hình số 42 này là 2 rề cô chú anh chị ạ. À đây, 1 rề với cả 2 cái cây đơn, lá to đẹp, hình này bán 110.000. Và sang hình tiếp theo 43, 5 cây. 5 cây cáo này xin phép được bán với giá là 110.000 nhé cô chú anh chị nhé. Đẹp lắm ạ. Và hình tiếp theo sẽ là hình số một cái giò cáo thuần. Giò cáo này em 44, em bán 200.000. Và 45, giò hài Henry. Henry, đây ạ. Cái chậu lan hài Henry này 45 này em xin phép bán 100.000 cô chú anh chị nhé. Không cần phải bỏ tiền ra mua giá thể. Này còn có lẫn cả một cây Vân Nam nữa hay sao ấy cô chú anh chị, hay là hài táo. À, cây đang nụ, không cần phải bỏ tiền ra tìm giá thể, tìm cây giống làm gì, lấy luôn cái chậu như vậy có 100.000 về chơi hoa trong vòng trên 2 tháng luôn. Chậu 46 cũng 100.000 ạ. Bên này sẽ là những cây HO Hiển Oanh, hàng chuẩn mặt bông, cây giống mà trước đây từng làm mưa làm gió với sen 7-8 triệu đúng không ạ? Một cái dòng mặt bông rất là đẹp. Em bán cái chậu Hiển Oanh này chuẩn cây giống luôn, 80.000 thôi cô chú anh chị nhé, hàng chuẩn cây giống cô chú anh chị. Đó đây ạ, có cả tên người đặt hàng, trước đây là để người ta gửi nhà vườn chăm sóc ấy cô chú anh chị. Có cả tên tuổi luôn, không phải là hàng lởm đâu cô chú anh chị nhá. Hình 48 này, cái giò này 120.000. Và 49, cái giò này cô chú anh chị nào sở hữu Hiển Oanh, sau này sẽ là tác phẩm đẹp luôn, 100.000. Và 50, giò này mầm gốc đi ngọn rất là khỏe luôn. Cái giò này em xin phép bán 100.000 này. Đó. Đang có một nụ rất là xinh ở đây nhá cô chú anh chị nhá, 120.000 chứ. Và hình tiếp theo là hình 51 này, cái giò này em bán với giá là 100.000. Và hình số 52, 80.000. 80.000 chậu này rất là nhiều cây mà thân mẹ của nó dài cả hơn mét ấy, mầm gốc lên rất là khỏe, cái giò này em bán 80.000 thôi. Và hình tiếp theo là 53, cây này thì đang hai nụ chuẩn bị khoe sắc đây. Đó, về cô chú anh chị kích thêm mầm, giò này em bán 80.000. Và 54 cũng bán 80.000 cho chậu Hiển Oanh này. Và bên này là mật ong rừng, mật ong khoái cô chú anh chị nhé. Hàng nguyên tổ, nói là nguyên tổ thôi nhưng mà thực ra thì cái sáp nó cũng rất là ít, bởi vì là những cái sáp mà nó chảy hết mật đi ạ, thì bọn em thường bỏ ra hết rồi ấy cô chú anh chị. Một cái lô mật vàng óng trong vắt như thế này thì cô chú anh chị mình nhìn là biết, sành là biết cái chất lượng nó như thế nào rồi đúng không ạ? Quá là xịn sò luôn cô chú anh chị. Thơm ngát. Mà cái này thì sẽ có nhiều cái dưỡng chất hơn rất là nhiều so với cả, tốt hơn rất là nhiều so với cả mật ong đá hay là mật ong nuôi bình thường ấy cô chú anh chị. Cái này là cái hàng mật ong khoái này là không bao giờ nuôi tự nhiên, nuôi được đâu cô chú anh chị nhá, mà chỉ sống tự nhiên hoang dã thôi. Đó, và đây là những cái lô mật ong cuối vụ nên là nó cực kỳ là đặc sánh đây. Trong vắt và vàng ươm ngon tuyệt vời như thế này. Em bán với giá chỉ có 200.000 trong 1 kg thôi. Đó, bao giá rẻ, gần như rẻ nhất thị trường cho cô chú anh chị mà cực chất lượng nhá. Ở đây bên này thì em có những cái chế phẩm vật tư dành cho hoa lan, vỏ thông đủ size 1, 2, 3, 4, vỏ thông vụn đồng giá 20.000 trong 1 kg, rêu rừng 50.000 và duy xanh 50.000, duy đỏ 60.000, atonic 12.000 cho một gói nhé. Hùng nguyễn 25.000 cho một lọ này. Dưỡng chất AB 85.000 cho một lọ. B1 thái 40.000 và B12 giải độc cho cây với giá là 30.000 cho một lọ. Liền gia mỹ tiến 40.000 và siêu da dễ N3M 30.000.
đặc trị côn trùng với giá 70.000, 3 loại phân bón thông minh tan rộng có kiểm soát đồng giá 30.000, 3 loại phân bón lá đồng giá 35.000. Và cái thuốc super thai hormone Chichoderma phân bón kháng nấm với giá 15.000 cho một túi. Và bên này thì em còn có phân dê với giá là 4.000 cho một túi 20 sen nhé, và 2.000 cho một túi 10 sen. Và bên này thì em còn có thêm phân bón chùn quế nguyên chất dòng cao cấp và phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh được làm từ dịch chuối, phân trâu và đỗ tương đấy ạ. Tuy nhiên thì hôm nay em lại quên mất không nhớ mang ra rồi, thì cái sản phẩm đấy em bán 35.000. Ngoài ra em còn có thêm sản phẩm tinh dầu hồi giá 40.000 cho một lọ, có dạng treo, đặng lăn và dạng nhỏ giọt đấy ạ, hoàn toàn từ cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng nhé cô chú anh chị. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay bên em đang có, và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Xin phép em dừng clip ở đây ạ.